Thằng nhà Văn Dư Long đó, nó là anh trai của mày, là con riêng của má đó. Tại sao anh nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của tôi để trả thù? Bảy tình ngang trái bị phanh phui khiến Ngọc Hân bẻ bàng chua chát. Nếu như anh tin cha của mình thì tôi cũng tuyệt đối tin tưởng ba tôi là người không bao giờ làm ra những chuyện đó. Và những quẩn khúc trong lời thú tội của ông Ba Hạp một lần nữa lại xoáy sâu vào nghi vấn trong lòng Duy Long. Vậy có nghĩa là lời khai của ông Ba Hạp có gì đó không đúng? Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Con muốn hỏi Dượng chuyện gì? Rõ ràng cái hộp sọ của cha tôi không chỉ có một vết lõm do cây ba toan đập, mà có tới hai vết, chứng tỏ một điều: cha tôi không phải vô tình bị người ta đánh chết, mà do người ta cố tình đánh cha tôi chết. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y, tải app ngay trên Google Play và App Store.